Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng thanh lý hộ bác khách một cặp loa Infinity hàng của Mỹ, mức giá rẻ hơn thị trường khoảng 3 triệu. Và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các mặt hàng được Tiến Dũng sale và thanh lý giảm giá ngày hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Quý vị hãy nhớ đón xem những video do tôi cập nhật liên tục hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa và vào lúc 7 giờ tối. Trong video này Tiến Dũng sẽ thanh lý chiếc âm ly đờ nông 1500R, thanh lý chiếc đờ nông S10 25 mã, sale giảm giá 2 chiếc equalizer và bán hộ các khách một cặp loa xài lướt. Trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa Infinity model SM152, cặp này hàng của Mỹ. Đây là một cặp loa có cấu hình rất lớn, phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình, phù hợp cho các không gian tầm 30 cho đến 50 mét vuông, quý vị chơi là vừa. Mẫu loa Infinity SM152 sử dụng một loa bass loại 40cm màng carbon, hai loa mid loại 12cm cũng là màng carbon và phía trên cùng là một loa check polycell. Hai nút tinh chỉnh, chúng ta có thể thêm bớt tiếng Trung và tiếng Czech. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng Simply màu gỗ đỏ rất đẹp. Tất cả zin nguyên bản. Lỗ thông hơi ở phía mặt sau khá lớn, kích thước khoảng 10cm. Mẫu loa này có kích thước ước tính chiều ngang khoảng 45cm, chiều cao của loa ước tính khoảng 1m và chiều sâu của loa ước tính khoảng 35cm. Đây là e-căng của loa, e-căng bằng lưới vải màu đen. Dòng này có độ nhạy rất cao. Mẫu loa này có công suất là 350W trên một thùng, trở kháng 8 ohm và độ nhạy lên đến 102dB, nó rất nhạy. Quý vị và các bạn đều biết là độ nhạy càng cao thì chúng ta càng dễ phối ghép âm ly. Những cặp loa lớn như thế này nhưng có độ nhạy cao nên chúng ta chỉ cần sử dụng những âm ly có công suất nguồn tầm 200W là vừa. Tất cả đều còn tuyệt đẹp. Cặp loa này Tiến Dũng đã bán cho bác khách này khoảng 6 tháng và bây giờ bác khách này nâng cấp. Mức giá giao dịch hàng bãi là 22 triệu và cặp này bác khách đã sử dụng 6 tháng rồi. Tất nhiên là chúng ta nhìn nó cũng gần như hàng bãi mà thôi. Cái nước đồ nó có hơi xuống một chút nhưng tổng thể đây là một cặp loa còn rất đẹp. Mức giá thanh lý bán hộ bác khách chỉ 19 triệu. Phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke. Đây là một mức giá rất tuyệt vời. Quý vị và các bạn khi sử dụng mẫu loa này thì chúng ta sẽ hoàn toàn không cần phải hỗ trợ thêm loa súc hay loa lời. Bởi vì dòng này đã cho tiếng rất lung linh rồi. Phía dưới này thì Dũng sale giảm giá 2 chiếc equalizer của Nhật. Chiếc ở phía trên là Technic 8055, size ngang 42cm, mặt phay nhôm. Chiếc này 22 cần chỉnh, tần số hoạt động từ 25Hz cho đến 18. Xin lỗi quý vị, 25Hz cho đến 16kHz. Có đèn cần và có đèn nước ở đây. Rất đẹp, chiếc này có 3 ngõ vào, rất thuận tiện khi sử dụng. Mức giá thông thường là 6.800.000, thì Dũng sale giảm 500.000, mức giá chỉ còn lại 6.300.000. Và đặc biệt thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây AV Pro N của Ý, trị giá món quà này là 500.000. 6.300.000, mức giá rất tuyệt vời cho chiếc equalizer của Technic. Phía dưới này là một chiếc nữa của thương hiệu Technic của Nhật, đó là chiếc SH9033P. Đây là model lớn nhất, khủng nhất của thương hiệu Technic đến từ Nhật. Chiếc này với 66 cần, hai bên độc lập, mỗi bên là 33 cần. Mặt phay nhôm màu đen, size ngang là 42cm. Đây là phía mặt sau của chiếc 9033P. Kết nối jack chuyên nghiệp là jack ba lăng và kết nối jack RCA rất phổ thông. Chiếc ở phía dưới có công suất nguồn là 29W điện 100V và chiếc ở phía trên có công suất nguồn là 17W điện 100V. Mức giá thông thường của chiếc 9033P là 9 triệu, thì Dũng sale giảm 5 triệu, còn 8 triệu rưỡi kèm theo bộ dây AV Pro N của Ý.
Quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi thì Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm rất hấp dẫn ở video ngày hôm nay. Phía bên đây là một cặp loa Buxell của thương hiệu Bow, mẫu loa khá hiếm của thương hiệu này. Đó là Bow 2000. Mẫu loa Bow 2000 sử dụng một loa bass loại 16cm màng giấy gân vải, một loa chép loại 8cm. Lỗ thông hơi của loa khá lớn ở đây. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili. Kích thước chiều ngang ước tính khoảng 25cm và chiều cao khoảng 45cm. Bow 2000 có công suất là 70W, trở kháng từ 4 đến 8 ô, loa được sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Với tình trạng zin nguyên bản, loa tuyệt đẹp, hàng về từ Mỹ. Với cặp loa này, quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc trong các không gian nhỏ tầm dưới 20m2, hoặc sử dụng để hỗ trợ cho các dàn âm thanh nghe nhạc hát karaoke. Tiếng của nó rất tốt, series trùng số đúng cặp, hàng USA. Mẫu loa này thì Dũng cũng sale giảm giá 500.000, mức giá thông thường là 5.500.000, giảm 500 còn 5.000.000. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Các sản phẩm này khi quý vị và các bạn mua thì chúng ta thanh toán trước một lượt, Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển. Còn nếu như anh em đặt cọc để thu hộ COD thì Dũng sẽ không bao phí vận chuyển, quý vị và các bạn lưu ý. Tiếp theo phía trên đây là hai chiếc âm ly đàn ông mà Tiến Dũng sẽ xem. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc đàn ông S10 2 La Mã. Đây là một chiếc âm ly phân khúc cao cấp của thương hiệu đàn ông, với thiết kế mặt phay nhôm màu hồng vàng rất đẹp. Tất cả còn rất sáng sủa, hàng Nhật về. Chiếc này là đàn ông S10 2 La Mã, nhiều anh em gọi là QS10. Chiếc này sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 300W, máy sử dụng 16 sò MOSFET. Cái này cho tiếng rất mạnh mẽ. Các ốc còn sáng choang, dây nguồn zin theo máy. Đây là giao diện phía mặt sau. Tất cả các giắc kết nối còn sáng choang, rất đẹp. Điện 100V, công suất nguồn là 300W. Máy có thể chơi được BY hoặc chơi hai cầu loa từ 8 đến 16 ô. Đây là đối tác tuyệt vời cho các dòng loa cứng đầu của các thương hiệu như là Bow, Pioneer, JBL, các dòng Queen Vega cũng chơi rất tốt. Chiếc ly này có mức giá thông thường, hàng Nhật về đẹp là 25.500.000. Và do chiếc này về hàng vận chuyển có một vết chày rất nhỏ ở đây. Chúng ta nhìn tinh mắt sẽ thấy ở đây. Nó chỉ bằng cái đầu chân nhang thôi. Do lỗi như vậy thì Dũng sẽ sell giảm giá 2.000.000, mức giá chỉ còn lại 23.500.000. Dây nguồn zin theo máy, tất cả thì Dũng bao zin, chế độ hậu mãi bảo hành 1 tháng theo các sản phẩm thông thường. Đây là một lỗi rất không đáng kể, nếu quý vị và các bạn không quá cầu toàn về hình thức thì có thể sở hữu chiếc này. Tất cả thì Dũng bao zin đang hoạt động tốt. Phía bên đây là một chiếc âm ly đàn ông nữa thì Dũng sẽ thanh lý. Chiếc này lỗi của nó khá nặng hơn. Đó là đàn ông PMA 1500R. Chiếc 1500R điện 100V, công suất nguồn là 250W, máy sử dụng 4 sò MOSFET. Chiếc này cũng là âm ly hàng bãi về, còn rất đẹp. Mức giá thông thường thì Dũng phục vụ là 12.000.000. Và với chiếc này thì Dũng sẽ thanh lý giảm giá rất đáng kể. Đó là do một số lỗi rất nhỏ ở đây thì Dũng sẽ soi kỹ. Ở đây có một vết chày rất nhỏ trên nút, trên mặt máy. Tôi đặt cái móng tay vào đây để quý vị và các bạn hình dung được cái vết chảy xước này, nó kích thước nó như thế nào. Ở đây có một vết nhìn tinh mắt vẫn thấy đấy. Với các lỗi như vậy thì đúng là thanh lý giảm giá 3.000.000. Mức giá thông thường là 12.000.000, giảm 3.000.000, còn lại 9.000.000. Phía mặt sau này do vận chuyển thì ở đây cũng góc móp một góc rất nhỏ ở đây. Ngoài ra thì máy là hàng bãi, zin tuyệt đẹp. Giắc kết nối còn sáng choang, tất cả bao zin đang hoạt động tốt. 9.000.000 cho chiếc đàn ông PMA 1500R hàng bãi. Phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu DAC mới cập nhật tại shop.
đó là chiếc giải mã DC Topping DX3 Pro. Đây là một chiếc giải mã DC nhạc chuẩn Hi-Res Audio, âm thanh chất lượng cao, toàn thân phay nhôm, rất đẹp. Và đây là phía cạnh sau. Hàng Made in China, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, do hợp chuẩn CE và FE. Mẫu này sẽ có các cổng kết nối như sau: cổng optical kết nối với TV Internet, cổng USB kết nối với máy tính, cổng Bluetooth kết nối với điện thoại di động Bluetooth 5.0 96 kb. Phía bên đây là hai cổng COSEAN, là cổng cáp đồng trục. Chiếc giải mã DC này xuất ra ở cổng RCA left right. Đây là phía mặt trước. Mặt trước thì có một lỗ tai phone, tai nghe và đồng hồ LCD. Màn hình LCD của nó rất to và đẹp. Chiếc này hàng chính hãng thì chúng ta phục vụ với mức giá 5 triệu. Quý vị và các bạn sẽ nhận với nguyên hộp mới, nguyên siêu, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Đây là nguyên hộp. Máy sẽ bao gồm là một giải mã DC, Catalo, dây nguồn, dây USB, anten Bluetooth và một chiếc remote điều khiển từ xa. Đây là hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Quý vị và các bạn lưu ý, trên thị trường thì có rất nhiều dòng hàng sách tay, mức giá thì có thể anh em sẽ mua được rẻ hơn tầm 100-300 ngàn. Tuy nhiên thì cái hậu mãi sau bán hàng của nó không có. Thì chúng đang có chương trình khuyến mại tặng theo một bộ dây AV Pro N của Ý và một bộ dây quang. Hai món quà này trị giá 600 ngàn và miễn phí vận chuyển toàn quốc cho sản phẩm này. Phía trên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là một cặp loa của thương hiệu Bow. Đó là mẫu loa Bow 6.2. 6.2 của thương hiệu Bow sử dụng một loa bát loại 20cm và hai loa chấp giấy loại 8cm. Bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Đây là tem thông số phía mặt sau. Trong này có công suất là AutoWatt trở kháng 4 ohm. Mẫu loa này phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình trong các không gian nhỏ tầm dưới 30m2. Các anh em có các không gian lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng 2 cặp. Tất cả còn rất đẹp, series trùng số đúng cặp. Với mức giá thông thường cặp loa này là 9 triệu thì Dũng cũng sale giảm giá 500 ngàn, mức giá chỉ còn lại 8.500.000. Trên đây thì Dũng vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các sản phẩm có mức giá rất đặc biệt. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.